Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng đường chùa Chuông kéo dài thành phố Hưng Yên với tổng mức đầu tư là 284 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình có giá dự toán 155,031 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 545 ngày, lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2024. Dự án đầu tư xây dựng đường chùa Chuông kéo dài thành phố Hưng Yên được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 8 năm 2022, thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Dự án có tổng chiều dài khoảng 0,8 km, điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao đường chùa Chuông với đường Bãi Sậy, khu vực trước cổng chùa Chuông hiện tại, điểm cuối tuyến giao với tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng thuộc địa phận phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Mục tiêu của dự án xây dựng tuyến đường nhằm đảm bảo giao thông đi lại kết nối tuyến đường chùa Chuông hiện có với tuyến đường kết nối di sản, nhằm khai thác lợi thế tham quan du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố Hưng Yên, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hưng Yên nói riêng và của tỉnh nói chung. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Bộ Nội vụ, cơ quan soạn thảo cho biết, huyện Thủy Nguyên được định hướng thành thành phố trực thuộc thành phố. Vì vậy, dự thảo nghị quyết bổ sung một số cơ chế như Hải Phòng được bố trí không quá 4 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố, số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có không quá 3 người và số lượng phó chủ tịch phường không quá 2 người. Theo quy định hiện hành, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có không quá 5 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc trung ương còn lại có không quá 4 phó chủ tịch quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh thành phố, thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại 1 có không quá 3 phó chủ tịch, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại 2, loại 3 có không quá 2 phó chủ tịch. Bộ Nội vụ cũng đề xuất tăng 1 phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và thành lập ban đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc thành phố Hải Phòng. Đại biểu hoạt động chuyên trách cũng được bổ sung để bố trí các chức danh trưởng ban, phó ban chuyên trách ban đô thị. Như vậy, mô hình Hội đồng nhân dân thành phố Thủy Nguyên khi thành lập có 2 phó chủ tịch và không quá 8 đại biểu chuyên trách. Theo quy định hiện hành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 1 đến 2 phó chủ tịch, cấp huyện có 1 phó chủ tịch. Theo đề án của thành phố Hải Phòng, Thủy Nguyên được hướng tới là đô thị mới gắn với trung tâm hành chính chính trị mới của thành phố Hải Phòng, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính, du lịch văn hóa và giải trí, y tế giáo dục. Hải Phòng chủ trương chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, chuyển đổi 2 huyện An Dương và Kiến Thụy thành đơn vị hành chính cấp quận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 1199 NQ-UBTV-QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11 năm 2024, Quảng Ninh chính thức có 5 thành phố. Nghị quyết đã quyết nghị việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở 5 huyện, thị xã thành phố gồm Đông Triều, Ba Chẽ, Cẩm Phả, Móng Cái, Hạ Long. Theo đó, nghị quyết nêu rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, nhập toàn bộ xã Tân Việt vào xã Việt Dân, nhập phường Đông Triều vào phường Đức Chính, thành lập phường Bình Dương, phường Thủy An, phường Bình Khê, phường Yên Đức trên cơ sở từ cấp xã. Đặc biệt, thành lập thành phố Đông Triều với 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 6 xã. Đối với huyện Ba Chẽ, nghị quyết cũng quyết định thành lập xã Lương Minh trên cơ sở nhập toàn bộ xã Minh Cầm và Lương Mông. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Chẽ có 7 đơn vị hành chính cấp xã gồm 6 xã và 1 thị trấn. Tại Cẩm Phả, thành lập xã Hải Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ xã Cẩm Hải và xã Cộng Hòa. Sau khi sắp xếp, thành phố Cẩm Phả có 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm 13 phường và 2 xã. Với thành phố Móng Cái, nhập toàn bộ phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú. Sau khi sắp xếp, thành phố Móng Cái có 16 đơn vị hành chính cấp xã gồm 7 phường và 9 xã. Trên địa bàn thành phố Hạ Long quyết nghị nhập toàn bộ phường Yết Kiêu vào phường Trần Hưng Đạo.
Sau khi sắp xếp, thành phố Hạ Long có 32 đơn vị hành chính cấp xã gồm 20 phường và 12 xã. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng quyết nghị thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Đông Triều trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân thị xã Đông Triều, thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đông Triều trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị cấp huyện, gồm 7 huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà, Cô Tô, Vân Đồn, một thị xã Quảng Yên và 5 thành phố Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, 171 đơn vị hành chính cấp xã gồm 91 xã, 73 phường và 7 thị trấn. Mới đây, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ra công văn công bố 13 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính tại 13 tỉnh, thành phố. Dù có nhiều tỉnh, thành phố thực hiện việc sắp xếp, một số đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đã được giữ nguyên do có các yếu tố đặc thù. Trong đó, 6 tỉnh gồm Bắc Giang, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Bình và Tiền Giang đã đề nghị không sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện và 67 đơn vị hành chính cấp xã. 3 đơn vị hành chính cấp huyện không sáp nhập gồm huyện đảo Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh, huyện Tân Phú Đông thuộc tỉnh Tiền Giang và huyện Đắc Pơ thuộc tỉnh Gia Lai. Những huyện này đều có vị trí địa lý đặc thù hoặc đặc điểm riêng biệt không phù hợp để sáp nhập. Trong 67 đơn vị hành chính cấp xã không bị sáp nhập, mỗi tỉnh có một số xã và thị trấn đáng chú ý. Bắc Giang 8 đơn vị, bao gồm 7 xã và thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, nổi bật với xã Đồng Tâm, Đồng Lạc, Tân Sỏi, huyện Yên Thế. Các khu vực này đang trong quá trình quy hoạch và đầu tư hạ tầng đô thị. Khánh Hòa, 10 đơn vị bao gồm 7 xã và 3 phường thuộc các thành phố như Nha Trang, Cam Ranh và các huyện như Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Tiền Giang, 2 đơn vị không bị sắp xếp là phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho và xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành do vị trí địa lý đặc biệt và lịch sử hình thành lâu đời. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình cũng có các xã phường được giữ nguyên tránh sáp nhập do yếu tố đặc thù về địa lý lịch sử hoặc quy hoạch phát triển. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã là một phần trong quá trình tối ưu hóa quản lý hành chính của các địa phương. Tuy nhiên, nhờ vào những yếu tố đặc thù như vị trí địa lý biệt lập, lịch sử hình thành hoặc quy hoạch hạ tầng, nhiều khu vực đã thoát khỏi tình trạng sáp nhập, duy trì được trạng thái độc lập và phát triển theo hướng riêng. Đơn vị tư vấn đề xuất tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành dài 48 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tổng mức đầu tư khoảng 84.750 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 đến năm 2029. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các bộ ngành liên quan đóng góp ý kiến vào dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nội dung ý kiến kiến nghị tập trung vào tính cấp thiết của dự án, quy hoạch tuyến đường, nhu cầu quỹ đất, phương án kết nối các ga và giải pháp giải phóng mặt bằng. Trước đó, liên danh tư vấn TEDIS đã đưa ra báo cáo tiền khả thi với dự án này với đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành dài 48 km đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành không bao gồm lãi vay là 84.752 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là 5.504 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn đề xuất sử dụng vốn ngân sách nhà nước, huy động trái phiếu để giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, vay vốn ODA để mua sắm phương tiện, thẻ vé. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt này sẽ được xây dựng trên cao qua cầu vượt sông và đi trên nền đất dài 30 km, còn lại đi qua hầm dài hơn 15 km. Trên tuyến có 20 ga bao gồm 16 ga đi trên cao và 4 ga đi ngầm tại khu vực gần đến sân bay Long Thành. Đây là tuyến vận chuyển hành khách khối lượng lớn, tốc độ thiết kế 120 km/h, tốc độ tàu vận hành tối đa 110 km/h trên chính tuyến và 80 km/h trong đường ngầm. Theo kế hoạch dài hạn từ năm 2035 đến năm 2045, tuyến sử dụng 9 đoàn tàu 4 toa. Giai đoạn 2045 đến 2055 sử dụng 28 đoàn tàu 4 toa và giai đoạn sau 2055 sử dụng 31 đoàn tàu 6 toa.
đoàn tàu được đề xuất sử dụng công nghệ động lực phân tán giống công nghệ tại dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Được biết, dự án này đã được đưa vào quy hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2050, khu vực phía Nam có 4 tuyến đường sắt gồm Biên Hòa - Vũng Tàu, từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu dài 84 km, tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ từ ga An Bình đến ga Cái Răng dài 174 km, tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh từ ga Dĩ An đến biên giới Việt Nam - Campuchia cửa khẩu Hoa Lư dài 128 km, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành từ ga Thủ Thiêm đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ phục vụ hành khách dài khoảng 38 km. Nếu được các cấp có thẩm quyền thông qua, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến được xây dựng từ cuối năm 2026 đến năm 2029 và khai thác thương mại vào năm 2030.